Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phát biểu của Tổng thống Biden bị truyền thông nhà nước kiểm duyệt. Theo thông tin từ VOA ngày 11 tháng 9, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã bị truyền thông nhà nước Việt Nam cắt ngắn đi, hình ảnh VOA đưa tin. Sau khi kết thúc cuộc hội đàm vào chiều ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ngắn gọn tại trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần phát biểu bị cắt đi là phần liên quan đến vấn đề nhân quyền khi phía Mỹ thảo luận với Việt Nam hôm 10 tháng 9. Theo VOA, khảo sát những video thời sự có phần dịch lồng tiếng được phát sóng trên các đài truyền hình nhà nước cùng bài đăng trên một số website báo mạng khác cho thấy phát biểu vốn đã ngắn ngủi của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc họp với nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã bị cắt bỏ chỉ chừa lại một vế. Phát biểu của ông Biden về nhân quyền theo bản ghi do Nhà Trắng công bố và theo video thu trực tiếp tại hiện trường nói: "Tôi cũng đã nêu lên tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ, và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó." Trong khi đó, phiên bản được sử dụng trên truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ nói: "Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người." Nhân quyền cũng là một trong những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ giữa hai nước và Việt Nam luôn tỏ ra nhạy cảm về những chỉ trích mà họ cho là thiếu khách quan. Các tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định là nhà chức trách Việt Nam trong những năm qua đã tăng cường trấn áp xã hội dân sự nhằm mục tiêu không chỉ vào những người bất đồng chính kiến mà còn mở rộng sang những người vận động vì môi trường. Nhiều cá nhân và tổ chức trước đó đã hối thúc ông Biden mạnh mẽ lên tiếng về thành tích nhân quyền của Hà Nội khi ông hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này. Một số nhà lập pháp Mỹ còn nói với VOA sẽ là một sai lầm nếu nâng cấp quan hệ mà không có sự cải thiện về nhân quyền. Việt Nam luôn bác bỏ những cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Các quan chức Mỹ thì nói rằng họ có nêu lên những quan ngại với phía Việt Nam, nhưng làm điều đó một cách kín đáo và tế nhị. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc họp báo vào cuối ngày 10 tháng 9, ông Biden khẳng định ông không đặt bất cứ thứ gì lên trước nhân quyền. Thông cáo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đề cập tới nhiều vấn đề, trong đó tầm quan trọng của nhân quyền. Thông cáo nói rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh tính phổ quát của nhân quyền và tầm quan trọng của sự hợp tác song phương nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa, tôn giáo hay tín ngưỡng trong và ngoài nước. 2 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt chân đến Hà Nội, chính quyền Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyền hôm 8 tháng 9, người bị chính quyền Việt Nam tuyên án 11 năm tù. Báo TAZ của Đức dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức hoan nghênh việc trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyền. Bộ này nói thêm đây là một động thái nhân đạo quan trọng của chính phủ Hà Nội. Hồi đầu tháng 9, thân nhân của hàng chục tù nhân lương tâm ký tên chung vào một bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, kêu gọi ông lên tiếng cho hàng trăm nhà hoạt động đang bị cầm tù và Việt Nam phải dừng việc dùng họ làm món hàng mặc cả với chính phủ các nước tự do, trong đó có Mỹ. Trong thư ngỏ công bố ngày 1 tháng 9 với hơn 60 gia đình tù nhân lương tâm ký tên, các gia đình nói họ hân hoan đón nhận tin người đứng đầu Nhà Trắng đến Hà Nội để nâng cấp quan hệ ngoại giao song phương. Theo thông tin, ngoài vấn đề nhân quyền, ông Biden cũng nói về việc hợp tác trong các vấn đề như chuỗi cung ứng, chất bán dẫn, thương mại, đầu tư khí hậu, năng lượng sạch, y tế toàn cầu, ung thư và HIV/AIDS, cũng như an ninh bao gồm cả chống buôn người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin phát biểu của Tổng thống Biden bị truyền thông nhà nước kiểm duyệt. Tàu Philippines vượt qua sự quấy nhiễu của tàu Trung Quốc để tiếp tế cho binh sĩ của họ trên Biển Đông. Ngày 9 tháng 9, VOA tiếng Việt dẫn tin từ một hãng tin quốc tế lớn cho biết tàu Philippines rượt đuổi mèo vần chuột với tàu hải cảnh Trung Quốc để đưa tiếp tế tới đảo ở Biển Đông. Bản tin trên VOA cho biết Philippines đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ của họ, đóng trên một chiếc tàu rỉ sét từ thời Thế chiến thứ hai. Nhưng không phải là không có một cuộc rượt đuổi mèo vần chuột như thường thấy với các tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 9 tháng 9. Phóng viên của hãng tin quốc tế đi theo trên một trong những tàu tuần duyên Philippines hộ tống sứ mệnh đến bãi cỏ mây hôm 8 tháng 9 và chứng kiến cảnh tàu hải cảnh và tàu dân quân biển Trung Quốc truy đuổi và ngăn chặn không cho tàu Philippines đến đích.
Theo VOA, trong lúc làm nhiệm vụ, hai tàu Trung Quốc đã chặn hai tàu tuần duyên Philippines. Trong một trường hợp khác, một tàu Philippines bị tàu hải cảnh Trung Quốc và ba tàu dân quân biển bao vây. Một trong những tàu Trung Quốc được chứng kiến tiến gần tới một cách nguy hiểm tới chiếc tàu Philippines mà phóng viên quốc tế có mặt trên đó, trong khi một số tàu dân quân biển Trung Quốc tìm cách chặn đường của tàu này. VOA dẫn lời ông Emmanuel Dengate, chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines, nói với các phóng viên sau chuyến công tác. Chúng tôi luôn gặp phải những hành động nguy hiểm, các hoạt động theo dõi, ngăn chặn không chỉ từ các tàu hải cảnh Trung Quốc mà còn từ các tàu dân quân biển Trung Quốc. Điều bắt buộc là hàng tiếp tế phải được chuyển đến tàu BRB Syria Matry cho các binh sĩ của chúng tôi đóng quân ở đó. Vẫn theo VOA, Philippines cố tình để chiếc tàu hết hoạt động này mắc cạn tại đây từ năm 1999 để củng cố tuyên bố chủ quyền của Manila đối với bãi cạn vốn nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Bên cạnh đó, bản tin dẫn lời lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm 8 tháng 9 cho biết hai tàu tiếp tế và hai tàu tuần duyên Philippines đã đi qua vùng biển tiếp giáp bãi cạn này mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép. Trung Quốc cáo buộc Philippines đưa vật liệu xây dựng để gia cố chiếc tàu chiến rỉ sét và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ở bãi cạn này. Philippines nói họ tiếp tế nước và thực phẩm cho quân đội của họ. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 8 tháng 9. VOA cho biết thêm một máy bay hải quân Hoa Kỳ cũng được phát hiện trên không trong khu vực hôm 8 tháng 9 trong một thông báo qua radio gửi người đồng cấp Trung Quốc, lực lượng tuần duyên Philippines cảnh báo rằng hành động của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, VOA cho hay. Tuyên bố nêu rõ các hành động này là bất hợp pháp, hung hăng và gây bất ổn. Đây là nhiệm vụ tiếp tế thứ hai được hoàn thành kể từ ngày 5 tháng 8 khi lực lượng tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để ngăn chặn các tàu Philippines. Liên quan đến sự kiện này, ngày 8 tháng 9, một bản tin khác trên VOA cho biết Philippines lên án Trung Quốc quấy rối tàu tiếp tế của họ cho tàu chiến mắc cạn. Theo đó, Philippines hôm 8 tháng 9 lên án hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc vì điều mà họ mô tả là hành vi bất hợp pháp gây hấn và gây bất ổn đối với tàu bè của họ thực hiện nhiệm vụ trú đóng luân phiên cũng như tiếp tế thường xuyên ở Biển Đông. VOA cho biết đây là sự cố mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau cuộc đối đầu hôm 5 tháng 8 khi tàu bè của Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho binh lính trên các tàu chiến Syria Matry bị mắc cạn ở bãi cỏ mày. Manila đã bác bỏ lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu họ kéo chiếc tàu chiến từ thời Thế chiến thứ hai ra khỏi bãi san hô này, vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. VOA cho hay, dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., quan hệ với Trung Quốc đã ngưng trệ do tranh chấp trên Biển Đông và hiện Manila xoay trục trở lại với Mỹ, quốc gia ủng hộ nước này trong các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin tàu Philippines vượt qua sự quấy nhiễu của tàu Trung Quốc để tiếp tế cho binh sĩ của họ trên Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d